Chi tiết hai đối tượng học sinh, sinh viên được giảm 50% học phí. Theo khoản 2, điều 16, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các đối tượng được giảm 50% học phí gồm 1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông, có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ, ông bà trong trường hợp ở với ông bà, thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, theo khoản 3 điều này, đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí là học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.